Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2023, tại nhà thờ họ Mai Thế, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng thành kính tổ chức lễ dỗ họ. Đây là một dịp để các con cháu trong dòng họ Mai Thế gặp gỡ, tri ân tổ tiên và tưởng nhớ những người đã khuất. Tới dự buổi lễ, có tất cả các con cháu trong dòng họ Mai Thế đến từ xã Nga Hải và nhiều địa phương khác. Buổi lễ diễn ra trong lời phát biểu của ông trưởng họ Mai Thế Giáp và nghi thức lễ tế của đội tế là các cô, các bà trong họ. Đây là dịp để các con cháu trong dòng họ Mai Thế thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên, đồng thời giáo dục con cháu về truyền thống tốt đẹp của dòng họ. Về Tùy Dê, như chúng ta đã biết, được xây bằng gạch đi bao xung quanh, cao 1,2 mét, có diện tích là 200 mét vuông. Trên trồng hoa tươi tốt, rực rỡ màu sắc quanh năm, sau vì do quy hoạch mộ của địa phương, mộ cụ tổ chuyển đến Tùy Dê, đất xóm Hải Lộc hiện nay. Xây cất có trang trí hoa văn, có bia và ghi tiểu sử tóm tắt. Bà Thế Tổ là bà của ông là Mai Sĩ Thị Bằng. Báo cáo với các con cháu là vì sao là họ Mai Sĩ chúng ta cứ đến ngày dỗ tổ là phải về thắp hương, là lý do như thế. Vợ của ông Tổ là đời thứ thế thứ 10 này là lấy người Mai Sĩ. Để chắc các con cháu chúng ta ôn lại chúng ta hiểu tại sao là cứ cái ngày dỗ tổ này là họ Mai Sĩ, là thay mặt cho họ Mai Sĩ là nên thắp hương cho cụ tổ. Và ông sinh được các con trai như sau: một là ông Chi Một, là ông Mai Thời Nghĩa, là được hưởng thọ 68 tuổi, tức là Chi Một chúng ta hiện nay. Và ông thứ hai là ông Mai Thời Mạo, là hưởng thọ có 45 tuổi, ông Chi Hai, và 45 tuổi. Và ông Chi Ba, ông Ma Tuệ Trí là Chi Ba, trường của Chi Ba là thọ 65 tuổi. Và ông Chi thứ tư là Mai Thời Nhân, là được thọ là 57 tuổi. Và ông thứ năm là ông Mai Thời Thanh, thọ 72 tuổi. Cũng cái buổi như hôm nay thì cũng xây được là để con cháu chúng ta ôn lại và biết được là cái lô hích của ông cụ tổ tới với ông cụ trưởng của các chi là như thế. Thì những cái buổi dỗ tổ hôm nay thì thay mặt cho ban tổ chức của nhà thờ cũng sơ được một chút về để các con cháu anh em chú bác chúng ta nhớ lại cái nguồn gốc của tổ mình. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Mai Thế Giáp thay mặt cho ban gia tộc nhà thờ lên sơ kết tình hình công tác thờ tự của nhà thờ Mai Thế và đưa ra một số các cái công việc của những tháng cuối năm năm 2023. Xin trân trọng kính mời ông. Alo. Kính thưa các ông, các bà, các bác, các chú cùng toàn thể gia tộc họ Mai Thế. Hôm nay là dỗ tổ họ Mai Thế, tôi có mấy lời ngắn gọn như thế này. Tức là trước tiên là tôi cầu mong tất cả những người ở đây về nhà sẽ động viên con cháu bằng lời sang năm là sẽ tập trung về đây đông vui hơn hôm nay. Là rất vui. Thứ hai nữa là tất cả về cái vấn đề công tác của họ như thế này, hàng năm là chúng tôi, hàng tháng là chúng tôi tổ chức thắp hương chu đáo vào ngày 11, và các ngày 5 tháng 7 là chúng tôi cũng tổ chức cung lễ đàng hoàng, đảm bảo cái vấn đề là đúng nghĩa của dân tộc Việt Nam. Về còn về phần xây dựng thì tất cả những người đã có tiền mang đến đây tiến cúng thì chúng tôi thu nhập và làm rất chu đáo, không bỏ sót vào đồng nào, mà không phạm húy vào tiền của Hoàng Công Đức một đồng nào, tất cả mọi việc là ngon lành. Thì tôi thay mặt cho ban gia tộc họ Mai Thế chúc toàn thể những con em trong đồng tộc họ Mai Thế về dự ngày lễ hôm nay có một sức khỏe dồi dào, thật tốt. Còn riêng về vấn đề mà
xây dựng thì ngon lành rồi, nhưng bây giờ ý kiến của một số người là muốn xây hai cái cột nêu ở trong trước cửa này, trước cửa cái nhà thờ này, và xây hai cái cột nêu. Thì cái kinh phí này thì ý của chúng tôi họp bàn ra thì thống nhất là không thu vào của ai hết, mà sẽ động viên con cháu tiếp cúng, và khi đủ tiền thì chúng ta sẽ xây dựng. Và thứ ba là còn thứ tư là còn cái quỹ của họ mà thế nha, là còn 52.200 đang gửi ở trong tiến dụng Nga Hải, gửi từ tháng 4 năm 2003 đến giờ. Thế là quỹ của dòng họ ta là như thế. Cho nên là tất cả các thành viên trong dòng tộc họ Mai Thế là rất là yên tâm về cái quỹ như vậy. Xin hết 52 triệu đồng, 52 triệu đồng, 52.200. Bây giờ là hội thế sẽ bắt đầu. Xin mời hội thế vào làm việc.